vị khán giả đã đến với buổi biểu diễn kết thúc một tuần làm việc giữa những nghệ sĩ trẻ của Tiền Giang cùng với các nghệ sĩ đến từ nước Đức, từ Tư Tấu Quartet trong một cái chương trình gọi là Sài Gòn Chamber Music, một cái hội trại âm nhạc đến vào mùa hè đã được thành lập từ năm 2014 cho đến nay, và lần này là mùa thứ tư của Sài Gòn Chamber Music. Ladies and gentlemen, welcome to the final concert of Sài Gòn Chamber Music.